Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Châu Trang Người Miền Tây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về cái vấn đề có liên quan đến giá cả xăng dầu và nguyên nhân vì sao giá cả xăng dầu lại như vậy. Về cái giá cả xăng dầu thì mình sẽ chia sẻ vào giá chiều ngày 16 tháng 4 năm 2020 các bạn nhé. Thì giá cả xăng dầu của mình vẫn điều chỉnh theo cái thời gian là lúc 15 giờ, tức là 3 giờ chiều ngày 13 tháng 4 năm 2020. Cụ thể như sau. Xăng RON 92 là 11.343 đồng trên 1 lít. Xăng RON 95 là 11.393 đồng trên 1 lít. Dầu diesel là 10.823 đồng trên 1 lít và dầu hỏa là 8.639 đồng trên 1 lít. Như vậy thì so với cái thời điểm mà trước ngày 1 tháng 4 thì giá cả xăng dầu chúng ta trên là trên dưới khoảng 10.000 đồng. Và cái cụ thể là mình đang nói tới là xăng RON 95. Tức là trước ngày 1 tháng 4 thì mình đi đổ xăng là khoảng 20.000 mấy trăm đồng. Tuy nhiên bây giờ như nãy mình đã nói đó là chỉ còn lại là 11.393 đồng. Những nguyên nhân vì sao giá xăng dầu lại giảm nhanh trong vòng có 15 ngày mà giảm tới khoảng 10 ngày như vậy? Thì nguyên nhân thứ nhất là do cái tình hình chung của thế giới, là do giá dầu của thế giới giảm. Vậy vì sao giá dầu trên toàn thế giới lại giảm? Thì cái này mình phải nói tới, đó là cái quy luật cung cầu các bạn ạ. Cái tình hình sản xuất cung cấp dầu thì nó vẫn khá là ổn định, nó vẫn đều đều và nó vẫn có cái nguồn cung nó nhiều. Tuy nhiên do cái tình hình là dịch bệnh corona đó, thì cái vấn đề là sản xuất kinh doanh nè, vận hành máy móc, cái nhu cầu vận chuyển, nhu cầu đi lại của con người đó, là nó ngày càng giảm. Như vậy thì cung vẫn đều đều ổn định, nhưng mà nhu cầu thì lại giảm, dẫn đến là cung lớn hơn cầu, cho nên là giá cả xăng dầu cũng giảm các bạn ha. Đây, mặc dù giá cả xăng dầu của nước ta cũng giảm, tuy nhiên thì giá cả xăng dầu của mình giảm với cái tốc độ chậm hơn so với giá cả xăng dầu của thế giới. Vậy nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là do nhà nước mình điều hành cái phần kinh doanh xăng dầu đó các bạn, là theo chu kỳ 15 ngày chứ không phải là mỗi ngày. Cứ sau 15 ngày thì giá cả nó sẽ điều chỉnh lại một lần đó. Như vậy thì cái việc điều chỉnh theo chu kỳ như thế này á, thì nó sẽ làm cho giá cả của mình nó không biến động nhiều mỗi ngày, hàng ngày, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái điều hành này, người ta còn sẽ chú ý dự trù tới cái phần kịch bản cho cái chu kỳ tới là nó sẽ tăng biến một cách đột ngột nữa. Và cái nguyên nhân thứ hai mà làm cho giá cả trên trong nước, giá cả xăng dầu trong nước của mình giảm chậm hơn so với tốc độ của thế giới nữa, đó là do khi mà nhập xăng dầu vào nước mình á, nhà nước mình còn phải thực hiện thêm một cái vấn đề, đó là trích quỹ bình ổn giá. Cụ thể đó là về xăng 95 á, xăng RON 95 thì trích quỹ 1 lít sẽ là 800 đồng, và xăng RON 92 thì trích dầu quỹ sẽ là 200 đồng. Như vậy nếu như không có cái sự tồn tại của cái quỹ này thì người tiêu dùng như chúng ta mua xăng RON 95 thì chúng ta sẽ rẻ hơn 800 đồng, và tương ứng như vậy thì xăng RON 92 là sẽ rẻ đi được 200 đồng. Và cái quỹ bình ổn giá xăng dầu này thì cũng đã được nhiều cái cuộc hội thảo hội họp, người ta đã bàn tán rất là nhiều, và cũng có nhiều lần người ta kiến nghị rằng nên bỏ đi cái quỹ bình ổn giá xăng dầu này. Tuy nhiên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính thì bác bỏ cái kiến nghị đó. Lãnh đạo của các bộ này cho rằng việc mà tồn tại cái quỹ bình ổn giá nó vẫn phát huy được cái hiệu quả của nó, đó là sẽ làm cho người tiêu dùng sẽ không bị cái cú sốc khi mà cái giá cả nó sẽ tăng một cách đột biến. Bởi vì khi mà mình không có cái quỹ bình ổn giá cả xăng dầu thì giá cả ở trong nước nó sẽ
tăng giảm mỗi ngày chứ không phải là 15 ngày nữa các bạn, hoặc là không phải theo chu kỳ nhà nước mình quy định nữa mà nó theo chế lấy tăng giảm mỗi ngày, nó sẽ làm cho mình có một cái cú sốc, là họ giải thích như thế. Như vậy thì qua cái phân tích nãy giờ thì các bạn thấy rằng cái nguyên nhân làm cho giá cả xăng dầu trong nước ta giảm là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là do cái giá cả chung của thế giới giảm, và nguyên nhân thứ hai là do cái nhu cầu ở trong nước và cái bình ổn giá, cái quỹ bình ổn giá các bạn ha, làm cho giá trong nước nó không có giảm như so với của thế giới. Và chia sẻ của mình đến đây là hết. Nếu mà thích kênh thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình để tạo động lực cho mình làm được những cái kênh tiếp theo hay hơn, tốt hơn và sát với cái nhu cầu thực tế hơn các bạn ha. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.